Không sao đâu, cứ làm bình thường đi anh em. Chỉ ghi ghi lại là để làm kỷ niệm cho cái tòa nhà này đến lúc mà chạy bài thôi mà. Gọi là đến lúc mà anh em nó làm quảng cáo giới thiệu để nó bảo là công trình như thế nào mà. Em ơi, bây giờ là mình phải tự hào là mình là công việc chứ chào có cái gì cả em ạ. Mà anh em mình đều bịt mặt kín thế này, có mà rời biết. Kể cả là nói với nhau như này, chứ còn trừ những người quen thì may ra nhận ra giọng, chứ còn không thì cũng chả bao giờ biết được. Ngày hôm nay là xong không? Cả đặt lại vào cái sắt ở dưới. Bắt buộc này phải cắt góc như thế à? Không, phải cắt nó rõ được. Xong lộ lên hai đầu. Bình thường là anh thấy là một số là mọi người hay làm là cắt kiểu như lạo hèm để cho nó chia ngậm ngậm hẳn xuống ấy.
Thì có nghĩa là bình thường là anh thấy là cái chỗ này thế nó chỉ cái bằng 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 mét này nó che rồi. À thế thì. Anh Hưng. Mà chú có thể đọc luôn số điện thoại đi ông ơi để anh giới thiệu luôn nhé. Đọc luôn số điện thoại đi anh giới thiệu luôn. Số điện thoại của chú này. Anh em nó xem ở trên này nó biết luôn nó gọi điện. Kệ, không vấn đề gì đâu. Biết rồi. Ý anh là đọc số của anh được hay đọc số của chủ lên được? Số bao nhiêu? Đọc đi, cho nó ghi vào đây luôn. Chào à. Thực ra là một bạn bạn ấy phụ trách bạn mua không để còn nếu mà muốn nói mình có gì tối mình báo lại nhé. Định làm gì ở nhà đóng trần thấp thôi trần á có ở cái khu hành lang nhà tắm à thực ra thì đóng keo đấy cái này bằng keo rồi xương nhẹ cái này nó cũng nhiều hoa văn thế đấy đánh trắng tinh cái này cũng được. Em ra đọc cho anh cái số của anh chủ cái để vào đây luôn. Không mấy. Hai anh em ở bên tổ Sơn là một bạn tên là gì nhỉ? Không anh đang hỏi hai anh bên Sơn bạn tên là gì nhỉ? Sơn. Tên là Sơn luôn. Bạn kia tên là gì nhỉ? Tuân. Thế hai anh em cứ chủ động giúp mình nhá. Chủ động việc ấy. Đã rồi, thế anh em không như không có số điện thoại à, đọc đi. Số điện thoại giới thiệu công việc mà lại. Hai thanh niên này đã gia đình chưa? Chưa anh ạ. Chưa? Thế thì xem người này có đứa nào chốt luôn lên thì hả? Mẹ sinh viên đây quá nhiều luôn. Ok. 0984388 rồi. 012. Anh cảm ơn. Anh gì đấy? Anh Quân. Anh Quân rồi, chủ đá. Quân Ninh à? Kho đá Quân Ninh. Kho đá Quân Ninh rồi, ok. Đấy. Ngay ở Tư Sơn Đồng. Anh em xem clip thì có nhu cầu liên quan thì cứ liên lạc trực tiếp với cả kho đá nhá.
Hả? Hy sinh với hy sinh vì nghệ thuật đấy. Cái hồn như này là nó rất là nguy hiểm. Cố gắng bây giờ ở đây nó đang chưa ok thì các bạn làm cố gắng nhé. Không là là đấy con này lo này. Lại chạy đi tiếp à? Quá. Tận đâu? Ủa. Bên tận thế nào Hoàn Kiếm. Còn nhà lớn đúng không? Chị ăn cái cả này không? Nhờ 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 tí nhá. Dạ. Bao nhiêu tiền? Đó, đúng vài chục tiền đấy. Keo 15 ngày 4 tiếng thôi. Cước này với mỗi một tiếng này được mấy lít? Dạ, em làm công ty mà. Công ty à? Công ty công ty cho mình thì cũng phải an toàn. Tìm đường lên Lê Lai à? Rồi, không đường nào gần. Lê Lai thì chạy thẳng theo đường Nguyễn Thái Học lên, xong rồi ra đường Hai Bà Trưng lên. Đường đó. Ôi, cảm ơn anh em.